Ngày 14 tháng 7, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 1223, Louis VIII trở thành vua Pháp sau cái chết của cha là Philip II. Năm 1240, quân Novgorod dưới quyền Alexander Nevsky đánh bại quân Thụy Điển trên sông Neva. Năm 1789, cách mạng Pháp bắt đầu khi công xã Paris chiếm ngục pháo đài Bastille, thả các tù nhân và tịch thu kho súng đạn lớn của nhà tù. Năm 1881, kẻ ngoài vòng pháp luật Billy the Kid bị bắn chết bởi Pat Garrett trước pháo đài Sumner ở New Mexico, Hoa Kỳ. Năm 1958, ngày Cộng hòa tại Iraq. Năm 1988, Tổng thống François Mitterrand thông báo quyết định xây dựng mới Thư viện Quốc gia Pháp với quy mô và mức độ hiện đại hàng đầu thế giới.